Nhà đất Phạm Thọ xin kính chào quý vị khách hàng. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại với dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em cũng xin giới thiệu tới quý vị khách hàng một lô đất đầu tư rất là đặc biệt anh chị nhé. Lô đất mà em giới thiệu với anh chị ngày hôm nay thì cũng được em đánh dấu mũi tên ở trên màn hình cho quý vị khách hàng dễ hình dung. Thì cái lô đất này là lô góc ngay vòng xoay quảng trường ánh sáng anh chị nhé. Có diện tích là 191,04 m² và nó nằm trên trục đường là đường trục đại lộ Khải Hoàn, có lộ giới là 28 m anh chị ạ. Và đường đại lộ Khải Hoàn thì thông thẳng qua khu công nghiệp Đồng Xoài 3 anh chị nhá. Một trong 4 lô góc đẹp nhất tại dự án Cát Tường Phú Hưng. Thì để có một cái nhìn chi tiết hơn, em sẽ gửi tới anh chị một cái video em quay dưới mặt đất. Thì cái vị trí của lô đất là được em đánh dấu mũi tên đấy anh chị nhá. Thì lô đất này là một trong những cái 4 lô góc mà đẹp nhất của dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị ạ. Thì nó nằm từ cái công viên này anh chị này, nó bỏ qua bên phía cái bên trái màn hình là chỗ cái cây xanh ấy, là nó rơi vào khoảng hơn 8 mét anh chị nhá. Đấy, hơn 8 mét, 8 mét hơn 8 mét nhân 23 mét rưỡi anh chị ạ. Đấy thì để chi tiết hơn đấy thì em sẽ quay cho anh chị một vòng đây anh chị này. Đấy, cái vị trí này là một trong những vị trí vàng mà đắc địa tại dự án Cát Tường Phú Hưng đấy anh chị. Anh chị khách hàng nào mà đầu tư lô đất này, sau này khi mà dân cư về đông ấy thì vị trí này mình có thể cho bên Thế Giới Di Động hoặc là bên Bách Hóa Xanh đấy, hoặc là các tiệm vàng hay là những văn phòng lớn người ta thuê, chỉ cần thuê mặt bằng thôi anh chị ạ. Thì một trong những cái vị trí cực kỳ đắc địa đấy anh chị. Đấy thì em sẽ quay cận cạnh một vòng cho anh chị khách hàng xem luôn. Thì cái đường này là một trong những con đường đẹp nhất của dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị nhá. Cây cối là xanh mát và hầu hết 100% những căn nhà xây trên trục đường này là đã có người vào ở rồi anh chị ạ. Đấy, lô đất này là cực kỳ tuyệt vời rồi. Nó là một trong 4 lô mà đẹp nhất của dự án Cát Tường Phú Hưng đấy anh chị. Đấy thì em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem luôn anh chị này. Thì mỗi lô đất bây giờ ấy thì chủ đầu tư người ta cũng có cắm mốc lộ giới rồi. Thì cái cây xanh thì nằm giữa hai lô đất anh chị nhá. Đấy, mỗi cứ hai lô người ta sẽ bắn cái đinh mốc lộ giới rồi đấy anh chị. Đấy, và tiếp theo là sẽ có cắm đồng hồ nước rồi. Thì anh chị khách hàng nào mua lô đất này thì mình về mình xây dựng ấy là mình sẽ xây dựng ngay được luôn. Đấy, chứ không phải cần phải xin phép cấp điện cấp nước gì hết, vì điện nước là người ta đấu đầy đủ hết rồi anh chị ạ. Đấy, qua tới cây ranh này anh chị này là được 8 m, hơn 8 m. Đấy thì tiếp theo em sẽ đi xuống dọc bên dưới này cho anh chị xem. Đấy, một cái công viên cực kỳ đẹp luôn. Anh chị mà mua lô đất này ấy là được một cái công viên mà nó tính, em quan sát ấy, cái công viên này nó rộng khoảng tới 3 lô đất nữa là khoảng 15 mét ngang nữa đấy anh chị. Thì anh chị khách hàng nào kinh doanh hay là mình mua để mình mở quán cà phê ấy, riêng cái phần công viên này mình chỉ cần đặt những cái ghế nhựa hay là những cái ghế ngồi thôi, mình tận dụng cái không gian công viên để mình bán hoặc là mình cho thuê mặt bằng công viên cũng được. Đấy, tại vì đất của mình tới đâu thì vỉa hè mình được sử dụng tới đó mà. Đấy, lô này là cực kỳ đẹp, một trong 4 lô đẹp nhất, nhưng mà lô này thì em đánh giá là lô đẹp thứ hai tại dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị ạ. Lô đầu tiên thì tuần trước thì được bán với một mức giá là 6 tỷ rồi, thì lô này thì anh chị khách hàng đợt trước là gửi 5 tỷ 8, nhưng hiện tại là anh chị gửi với một mức giá là 5 tỷ 500 triệu anh chị nhá. Đấy, cái này là cái ranh ở phía bên dưới anh chị này. Đấy, rồi em sẽ đi vào sâu phía bên trong cho anh chị xem luôn. Thì lô này thì miệng chê luôn anh chị, đẹp vô cùng đẹp luôn. Đấy, ngay đường vào dự án Cát Tường Phú Hưng luôn anh chị nhé. Mà cái công viên là tương đương với thêm 3 lô đất 15 mét ngang nữa. Đấy, anh chị cứ đặt xếp ghế ở đây thôi anh chị, bán hàng cũng ngon rồi, chưa tính tới cái tiềm năng của cái lô đất này đâu anh chị. Hoặc là anh chị khỏi cần mình lại xây nhà đâu, mình cho thuê mặt bằng thôi, mình một tháng mình cũng kiếm được 10-15 triệu tiền cho thuê mặt bằng rồi đấy anh chị. Đấy, thì anh chị có thể thấy trên màn hình ấy là cái mốc lộ giới anh chị nhá. Đấy, mỗi lô đất ở trong khu vực này đều đã được cắm mốc lộ giới rồi. Đấy, mình mua là mình, lô đất mình nằm ở đâu là mình có thể nhận biết được ngay, không có phải sang xịch gì hết. Chủ đầu tư người ta đã
cho nhận đất rồi đấy. Và lô đất này thì một trong những cái lô mà cực kỳ đẹp anh chị, em nhìn cái công viên này em cực kỳ đẹp, thích luôn đấy. Lô góc ngay vòng xoay quảng trường ánh sáng, diện tích là 191,04 m2 đấy. Lô này mà chỉ cần 2 đến 3 năm nữa thôi, khi dự án Cát Tường Phú Hưng lên tỷ lệ xây nhà nhiều đấy anh chị, thì những cái vị trí đắc địa như vậy anh chị này là người ta sẽ bên các tập đoàn lớn như Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh hay là FPT hoặc là trụ sở của các ngân hàng lớn ấy, người ta về người ta thuê, hoặc là mình có thể xây nhà lên xong rồi mình cho thuê văn phòng đấy anh chị, thì cực kỳ đẹp luôn, gà đẻ trứng vàng đấy anh chị. Đấy thì để có một cái nhìn tổng quan hơn thì em sẽ có một cái video flycam từ trên cao cho anh chị xem thực tế luôn anh chị nhé. Đấy thì vị trí là ngay mũi tên em để trên màn hình đấy anh chị. Đây, lô đất này là đường 28m thông thẳng qua khu công nghiệp Đồng Xoài 3 và thông thẳng lên đường Phan Bội Châu và nối lên khu trung tâm hành chính của tỉnh Bình Phước. Đấy, vị trí này thì kinh doanh buôn bán thì tuyệt vời đấy anh chị ạ. Nó nằm ở phía bên tay phải đường vào của dự án Cát Tường Phú Hưng đấy anh chị, nên là nó không có bị trái đường anh chị nhé. Người ta đi vào đây, người ta tới vòng xoay là người ta cũng gặp cái lô đất của mình rồi. Đấy, và một cái điểm cộng nữa, cái lô đất này anh chị này là nó gần cái chợ đêm Phú Thiên Kim anh chị nhé. Cái chợ đêm này ấy, nếu trước dịch là nó cực kỳ sầm uất luôn, nhưng mà hiện tại dịch ấy, thì bên thành phố Đồng Xoài có chưa cho buôn bán trở lại. Đấy thì anh chị khách hàng nào mà mua lô đất này là mình có rất là nhiều lợi thế cạnh tranh đối với những lô khác anh chị nhé. Lô này là lô góc em đánh giá là đẹp thứ hai của dự án Cát Tường Phú Hưng. Đấy, lô góc ngay vòng xoay quảng trường ánh sáng. Lô này thì là mạ nền là D601A anh chị nhé. Có diện tích là 8,13 nhân cho 23,5m. Tổng diện tích là 191,04 m2. Và lô đất này thì nằm trên trục đường đại lộ Khải Hoàn, có lộ giới là 28m. Anh chị khách hàng nào mua được lô đất này để mình làm của, để dành sau này cũng rất là tuyệt vời. Còn những anh chị khách hàng nào đầu tư ấy, sau mình có thể cho thuê ấy, thì vị trí này thì là một trong những vị trí mà hàng hiếm tại dự án Cát Tường Phú Hưng thôi anh chị ạ. Một dự án chỉ có 4 lô đắc địa ngay vòng xoay thôi. Đấy, những cái vị trí đắc địa này thì bên Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh hay là FPT hay những chủ tiệm vàng lớn ấy, thì thường người ta sẽ xí chỗ những cái vị trí như vậy. Đấy thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em mà có duyên với lô đất này thì cứ gọi về cho em qua số hotline là 0983023974. Em sẽ gửi thêm thông tin chi tiết của cái lô đất này cho anh chị khách hàng dễ mua và dễ chốt. Và anh chị khách hàng nào đang xem video này của Nhà Đất Phạm Thọ mà chưa nhấn đăng ký kênh thì anh chị khách hàng có thể nhấn đăng ký kênh để khi em ra những cái video mới về khu dự án Cát Tường Phú Hưng hay có những cái lô đất đầu tư giá rẻ thì em đăng lên thì quý vị khách hàng sẽ là những người nhận được đầu tiên. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.